Các bạn có nhớ không, nhớ cái ngày mà đội tuyển U23 Việt Nam trở về giống như những người hùng dân tộc sau chiến tích lịch sử tại Thường Châu năm 2018. Ngày hôm đó có lẽ chẳng ai có thể quên được dòng người đi bão kéo dài cả chục cây số từ sân bay Nội Bài về đến thủ đô. Nhưng ngày hôm nay có lẽ chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng Việt Nam vẫn còn thua một bậc so với những gì mà người dân Argentina đã tạo ra quê nhà trong ngày mà Messi cùng những người đồng đội của mình trở về. Nhìn những hình ảnh này, bạn có thể liên tưởng tới gì chứ? Một lễ hội âm nhạc quy mô chăng? Hay một ngày lễ truyền thống nào đó của người dân Argentina? Nhưng có lẽ dù là lý do nào trong số hai điều trên cũng chẳng có thể đủ sức hút khiến 1 triệu người dân Argentina cùng lúc đổ ra đường như lúc này để chờ đợi những người hùng của họ từ Qatar trở về quê nhà. Kể từ khoảnh khắc mà Montiel thực hiện thành công cú sút luân lưu cuối cùng, người dân của đất nước Nam Mỹ dường như đã được sống trong bầu không khí lễ hội thực sự trọn vẹn mà họ đã phải chờ đợi trong suốt hơn 3 thập kỷ qua. Những ngày vừa qua có thể coi là những ngày không ngủ với không chỉ người dân Buenos Aires nói riêng mà còn là đối với cả quốc gia Nam Mỹ này. Không chỉ ở thủ đô của Argentina mà bầu không khí tại Rosario, quê nhà của Lionel Messi cũng đang cực kỳ sôi động với những bữa tiệc đường phố 24/24 cùng những đêm không ngủ của người dân nơi đây. Trở lại Argentina để theo dõi World Cup có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong phần đời còn lại của tôi. Đó là chia sẻ của Thomas Kuklis, một người Argentina đã trở về quê nhà từ New York để theo dõi hành trình của đội tuyển quê nhà cùng với gia đình của mình. Có thể nói rằng bầu không khí tại xứ sở Tango lúc này hoàn toàn có thể khiến cho bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng phải cảm thấy ghen tị. Tình yêu của những con chiên môn thể thao vua được thể hiện ở từng ngóc ngách, từng con phố của đất nước Nam Mỹ lúc này là chính điều đó có lẽ cũng khiến cho Tổng thống Alberto Fernandez của Argentina đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đất nước. Theo đó, người đứng đầu chính phủ Argentina đã đưa ra quyết định hôm nay sẽ là ngày lễ quốc gia của Argentina và họ sẽ tổ chức ăn mừng tại tượng đài Obelix, nơi vốn đã trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới trong suốt những ngày vừa qua. Luôn luôn bên cạnh nhau, luôn luôn đoàn kết, chúng ta là nhà vô địch thế giới, không có từ ngữ gì để có thể diễn tả được lúc này. Cảm ơn Argentina. Chính Tổng thống Alberto Fernandez cũng đã không thể giấu nổi sự xúc động khi được chứng kiến khoảnh khắc Lionel Messi cuối cùng cũng đã có chiếc cúp vàng thực sự cho riêng mình. Ông hiểu rằng chiếc vô địch này có ý nghĩa ra sao với El Puga, với đất nước của ông trong thời điểm đang phải đối mặt với quá nhiều những khó khăn về mặt kinh tế. Ông hiểu rằng đó sẽ không chỉ là những giá trị về mặt tinh thần, mà còn là cú hích cực kỳ quan trọng để vực dậy nền kinh tế đang lạm phát của đất nước này. Nhưng khi trở về với những giá trị nguyên bản thì bóng đá chính là liều thuốc để khiến cho một dân tộc trở nên đoàn kết và đồng lòng hơn bao giờ hết. Người dân Argentina lúc này có lẽ sẽ chẳng quan tâm có ai đang đứng bên cạnh mình hay đang ăn mừng cùng mình đi chăng nữa, bởi chỉ đơn giản họ muốn được lan tỏa niềm vui này tới càng nhiều người càng tốt, và niềm hạnh phúc lớn nhất chính là việc có thể chia sẻ sự hân hoan đó. Đây là hình ảnh một người vô gia cư ở Buenos Aires đã được từng người dân Argentina tới và chia vui với ông sau khi đội tuyển quê nhà có được chức vô địch World Cup thứ 3 trong lịch sử. Hãy nhìn biểu cảm của người đàn ông này để chúng ta có thể hiểu được sự ý nghĩa của chiếc áo Argentina của chức vô địch World Cup đối với người dân ở xứ sở Tango thời điểm hiện tại. Có những người trẻ đang thực sự hân hoan để ăn mừng chức vô địch đầu tiên có thể tạo nên vị thế cho Albiceleste trong suốt hơn 3 thập kỷ qua. Nhưng cùng với đó thì cũng là những người đã phải chờ đợi quá lâu để một lần nữa được sống trong bầu không khí hân hoan này trên khắp đất nước. Hãy cùng ngược dòng thời gian trở lại thời điểm năm 1986, khi mà cố huyền thoại Diego Armando Maradona đã giúp cho người dân Argentina được sống trong bầu không khí lễ hội của chức vô địch World Cup thứ 2 trong lịch sử của mình. Thời điểm đó có lẽ cậu bé vàng của xứ sở Tango chứ không ai khác chính là ngôi sao sáng nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và chính cậu bé vàng đó chứ không ai khác chính là người đã mang về niềm hân hoan cho những con chiên của môn thể thao vua nơi quê nhà. Đó chính là tiền đề để tạo ra những hình ảnh ăn mừng một cách cuồng nhiệt như thế này khi mà chúng ta vẫn chưa thể có được những phương tiện truyền thông hiện đại như ngày nay. Rõ ràng sức hút cũng như tình yêu của những người dân Argentina vẫn luôn cuồng nhiệt và đáng trân trọng bất chấp dòng chảy của thời gian. Do đó chúng ta có lẽ đều có thể hiểu được lý do tại sao mà chức vô địch của Lionel Messi cùng các đồng đội của mình vừa giành được là có ý nghĩa ra sao trong những ngày vừa qua. Để rồi một lần nữa quay trở về với thực tại, nơi mà hàng triệu người yêu bóng đá của Argentina đang mong ngóng từng phút để có thể được chứng kiến những người hùng của họ trở về quê nhà từ nơi cách họ nửa vòng trái đất. Muôn vàn những kiểu cách ăn mừng độc đáo và thú vị khác nhau đã được những người Argentina sáng tạo ra trong những ngày lễ của dân tộc như lúc này. Tất cả đều bắt nguồn từ văn hóa cũng như tình yêu bóng đá của người hâm mộ tới từ xứ sở Tango. Với không khí sôi động như vậy ở quê nhà, có lẽ không quá khó hiểu khi mà chính những ngôi sao của đội tuyển Argentina đều đang cảm thấy háo hức để có thể hòa mình
và cùng với những lễ hội thâu đêm suốt sáng ở Buenos Aires. Chính Lionel Messi đã chia sẻ sau khi lên ngôi tại World Cup rằng: "Tôi muốn có mặt ở Argentina ngay lúc này để chứng kiến sự điên rồ tại đó. Tôi mong đợi mọi người có thể chờ tôi. Tôi đang háo hức hơn bao giờ hết để có thể hòa cùng với bầu không khí với họ. Có lẽ trong suốt quãng đời còn lại của mình, El Puga có thể sẽ chẳng có được cơ hội thứ hai để sống trong những thời khắc huy hoàng như ở thời điểm hiện tại." Đây là hình ảnh của tượng đài Obelix thời điểm cách đây một năm khi những người dân Argentina ăn mừng chức vô địch Copa America đầu tiên dành cho số 10 vĩ đại của họ. Không khó để nhận ra việc đánh bại đại kình địch Brazil trong trận chung kết có ý nghĩa ra sao đối với những người dân của xứ sở Tango, và nó cũng giúp cho Argentina được sống trong bầu không khí lễ hội bất tận đến như vậy. Nhưng khi nhìn lại bầu không khí mà Messi cùng những người đồng đội đã tạo ra sau khi lên ngôi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thì chúng ta mới có thể hiểu được rằng World Cup thực sự có ý nghĩa với họ ra sao. Messi đã làm nên lịch sử bằng sự dữ dội, bằng sự tận tâm để nhận lại được sự công nhận vĩnh cửu. Trang bìa của tờ báo Argentina La Nación đã thay lời hàng triệu người dân của Argentina muốn gửi tới cho người hùng của họ. Suốt hơn 30 năm lịch sử, người dân tại đây đã chờ đợi một ngôi sao mới đủ sức đưa bóng đá xứ sở Tango trở lại với đỉnh cao của thế giới. Cũng trong suốt hơn một thập kỷ vừa qua, người hâm mộ cũng đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau khi theo dõi hành trình của El Puga cùng những đồng đội của mình ở những sân chơi hàng đầu. Trước ngưỡng cửa thiên đường ở năm 2014, có lẽ sự hụt hẫng chính là tâm trạng chung của những tín đồ túc cầu giáo tại đất nước Nam Mỹ này. Nhưng khi mà El Puga có được danh hiệu vô địch Nam Mỹ đầu tiên trong sự nghiệp, thì cũng là lúc mà họ kỳ vọng vào World Cup 2022 hơn bao giờ hết. Đó là kỳ World Cup cuối cùng của ngôi sao sáng nhất, là kỳ World Cup cuối để Messi thực sự có thể sánh ngang với người tiền bối của mình, và là kỳ World Cup cuối để anh giúp cho những người dân Argentina thỏa mãn được sự mong chờ kéo dài 3 thập kỷ. Chức vô địch World Cup giờ đây không chỉ là một món ăn tinh thần như trong quá khứ, nó còn là phương thuốc để giúp cho Argentina có được sự phục hồi cần thiết trong quãng thời gian cực kỳ khó khăn vừa qua. Những ngày ăn ngủ cùng với môn thể thao vua của những người dân Argentina cũng sẽ là cách để giúp họ tạm thời quên đi thực tại và chuẩn bị được một tinh thần vững vàng nhất để đối phó với những khó khăn trong tương lai. Những lễ hội của người dân Argentina chắc chắn sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới khi mà những người hùng của họ trở về từ Qatar. Họ biết rằng có lẽ Albiceleste sẽ phải chờ thêm một quãng thời gian dài nữa để có thể có được thêm một ngày hội bất tận như những gì mà họ đang thực sự trải qua vào lúc này. Và họ cũng biết rằng sẽ phải rất lâu nữa thì xứ sở Tango mới có thể sản sinh ra thêm một thiên tài như Lionel Messi. Vậy nên chẳng có lý do gì mà không sống hết mình cho khoảnh khắc này, đúng không nào? Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wescan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.